Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chị có về một lô đồ đồng nha, với một lô bàn ghế đó, một bộ bàn ghế nha. Cái này là ốc đỏ rất là đẹp nha cô chú chị mình ha, với gớm năm bộ xưa lư mắt tre tùng lộc để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó, đây là mã số 1K đầu tiên, đó chính là một cái song trầm bồ câu đó, đây đó, mới siêu tầm được luôn nha. Đó, mã số 1K đây, trọng lượng nặng là 400g, chiều cao 1 tấc 1, đường kính miệng song trầm 6 phân, đường kính miệng 6 phân nha. Đây rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Chất liệu là bằng đồng, em bao nguyên si lành tích bằng đồng luôn đó. Đây đó, đây cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 600.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Mã số 2K đó chính là một cái song trầm tỳ hưu, xung quanh của nó có 4 cái đầu tỳ hưu nữa nha. Đó, chính giữa này là hai bên là hai con rồng song long chanh châu. Chiều cao lên là 1 tấc 7. Đường kính miệng của nó luôn là 7 phân. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha, mã số 2K. Đó, trọng lượng nặng của nó luôn là 800g yếu nha. Đó, có giá là 1.000.000, em bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, đây tới mã số 3K. Còn đó chính là một song trầm long phụng nha. Một bên mặt này là long, một bên này là phụng nha. Chính giữa trên đầu là một con tỳ hưu. Đó, chiều cao 1 tấc 8, đường kính miệng là 1 tấc nha. Đó, đây hoành bụng nó có em, cô chú chị mình nhìn thì đã biết rồi. Mã số 3K, trọng lượng nặng là 900g. Đây, còn một cái duy nhất nữa nha, mới lục ra kiếm được đây. Đó, cũng có giá là 1.000.000, em bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, tới mã số 4K, đó chính là kỳ lân nha. Đây là 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con kỳ lân nha. Đó, 7 con kỳ lân rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Là 8 nè, 9 nè, 10 nè, đây là kỳ lân bò xuống nè. Đó, đây ngậm ngọc không luôn nha cô chú anh chị mình ha, rất là đẹp. Chiều cao lên là 2 tấc, tính luôn cái đế nha. Đường kính miệng của nó luôn là 9 phân. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha, rất là đẹp. Trọng lượng nặng là 1,2 kg. Đó, trọng lượng nặng là 1,2 kg nha. Trong lòng trong này cũng rất là đẹp luôn nha quý anh chị mình ha. Đó, song trầm tỳ hưu. Đó, đây. Đó, mã số 4K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1,5 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, qua tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số kế của em là 0898997764, cũng là số Zalo và Facebook luôn nha. Mã số 5K, đó chính là một cây cân giá bằng đồng. Đường kính giá cân 2 tấc 1. Đây, hàng còn nguyên si lành tích luôn nha. Rất là đẹp luôn. Có chỗ này thì cái phen cái này là nó đóng, chỗ này là dưới cái này là bằng đồng luôn nha. Đó, cái này là bằng sắt. Còn tất cả đều bằng đồng hết, dây xích, giá cân, mấy cái phen của nó đều bằng đồng hết luôn nha. Đó, đây rất là đẹp, các cân có thể là được 5 kg. Trọng lượng nặng 1 kg, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.000.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 1.000.000 bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây mã số 6K, đó chính là một cái bằng ủi con gà, gà đồng cán đồng nha. Đó, em còn có một cái duy nhất luôn. Đây, cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Trọng lượng nặng là 1,7 kg. Mã số 6K. Việt Nam xưa. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em nha. Việt Nam xưa. Hàng nguyên si lành tích luôn, rất là đẹp. Đó, có giá là 1.200.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. 1.200.000 bao phí ship. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, tới em có một cặp tùng lộc nha. Đó, tùng lộc là tượng trưng cho giàu sang nha cô chú anh chị mình ha. May mắn và phú quý nha. Đó, đó tùng lộc rồi là
tùng á là nó đã đẹp rồi, còn lọc và thêm cái bông mai trên mình của nó nữa nha, những cái bông mai rất là đẹp. Đây của chú chị mình xem cặp tùng lọc của em nha, chất liệu là bằng đồng nha. Đó, cái này là em chưa chùi dầu, chưa đánh bóng gì hết trơn luôn. Cái này đánh bóng nó ra một cái nó sáng hới giống như là bộ lư đồng mình vậy đó. Em đo từ cái sừng con nai xuống tới cái chân luôn là 90, chiều cao 90, tính từ cái đầu nó luôn xuống luôn là 60. Đó, cái sừng bên đây qua sừng bên đây của nó luôn là 3 tấc 3. Từ cái đuôi cho đến cái giò nó đá lên là 5 tấc 3. Đây của chú chị mình xem giùm em. Đó, để em đo hoành bụng nó nha. Hoành bụng của nó luôn là 43. Đó, trọng lượng nặng là 9 kg một con nha. Một con là 9 kg. Hàng nguyên si lành tích 99%. Đó, một cặp là 18 kg đó. Đó, rất là đẹp luôn nha của chú chị mình ha. Đây, tùng lọc. Đó, của chú chị mình xem giùm em một dòng hàng nguyên si lành tích nha. Đó, đây, mã số 7K, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 18 triệu. 18 triệu là em bao đánh bóng nha. Đó, 18 triệu em bao đánh bóng cho cô chú anh chị mình luôn, mà bao ship luôn nha, toàn quốc luôn. Đó, cô chú anh chị mình không đánh bóng thì chúng em sẽ bớt tiền lại cho cô chú anh chị mình nha, bớt tiền đánh bóng lại. Đó, mã số 8K, đó chính là hai cái mâm đồng, đó, dập nổi. Đây, đường kính mâm là 5 tấc 2, trọng lượng nặng là 1 kg 2, còn hai cái duy nhất. Mã số 8K, cái típ này là Khương Tử Nha câu cá, rất là đẹp. Cô chú anh chị mình xem giùm em nha, đó bề ngang nè, đó dập nổi, treo tường nha, mâm này để dành cô chú chị mình treo tường, có phen treo tường đàng hoàng, rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu là bằng đồng. Đó, đây một cái thứ hai. Đó, đây. Đó là cái tích thiên hạ Thái Bình, rất là đẹp luôn. Đây là cây tùng ngôi nhà, đây là những người ta trồng lúa, trồng rau luôn nha, rất là đẹp. Đó, đây cũng là mà treo tường luôn, cũng có móc treo tường luôn. Đó, đây một cái là 1 triệu 100 ngàn, 1 triệu 1, bao ship toàn quốc, trọng lượng nặng là 1 kg 2 nha. Đó, cô chú chị mình thích tích nào thì cô chú chị mình báo cho em biết, để cho em mới biết để lựa cho cô chú chị mình nha. Đó, thích cái tích nào thì mình lựa tích đó. Đây, tới một bộ lư trúc nha. Đó, lư mắt tre, rất là đẹp luôn nha quý chị mình ha. Đó, mã số 9K, còn nguyên si lành tích 99%, chiến rồi nó đen thù lùi à. Ông cậu, ông anh, ông mua rồi mà gửi đi không được. Đó, rồi bây giờ em mới lỡ đánh bóng rồi, bây giờ giao lưu lại với cô chú anh chị mình luôn. Đó, hàng nguyên si lành tích 99%. Đó, chiều cao lên là 55. Chiều cao 5 tấc rưỡi. Đường kính ngang của nó luôn là 2 tấc 7, hai tính 2 tấc 6. Đó, lư mắt tre rất là đẹp luôn nha. Những con chim họa văn họa tiết nó rất là đẹp. Đây của chú chị mình xem giùm em những con bồ câu nha. Đó, cái này đánh bóng rồi nha của chú chị mình ha, về là mình xài thôi. Đây rất là dày, không có một miếng ba vớ nào luôn nha. Chúng em đã cạo sạch sẽ ba vớ để vệ sinh cho cô chú chị mình luôn rồi. Đó, không có bị lủng hay là bị mẻ bể chỗ nào hết. Bộ lư trúc. Đó, lư mắt tre. Đây cặp chân nến của nó đây. Cặp chân nến là chiều cao lên là 53. Đó, cặp chân nến là chiều cao 53 nha. Trọng lượng nặng cặp chân nến là 6 kg. Đó, cặp chân nến trọng lượng nặng là 6 kg nha cô chú chị mình ha. Đó, rồi bỏ bộ lư hết bộ lư luôn coi. Đó, bộ lư này nữa là 12 kg, 6 với 12 là 18 kg, đó là gần 19 kg đó, gần 19 kg nha cô chú anh chị mình ha, nhưng mà tính 18 kg thôi. Em bao là không có ba giới nha cô chú anh chị mình, có nhu cầu thì chúng em sẽ chụp hình gõ chi tiết cho cô chú anh chị mình luôn. Bộ lư này em giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 18 triệu, 18 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook. Đây, tới em có một cái đồng hồ để bàn. Đó, cái này là máy Đức nha, hàng là Đức nguyên si nha của chú chị mình ha. Em cũng mới sưu tầm được hai cái. Chiều cao em không có tính cái này nha. Đó, không có tính cái nút trên này. Tính từ cái thùng đi xuống là 3 tấc 3. Bề ngang của nó luôn là 2 tấc rưỡi.
Đó, ba nồi. Ba nồi nha cô chú anh chị mình ha. Đây cái nắp này để ở đây đi. Đó, ba nồi mà 8 gông lận nha. Đó, ba nồi mà tới 8 gông lận. 15 phút là đờn một lần, rất là hay. Đó. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em đi. Thùng là còn nguyên si lành tích 99% luôn. Máy là em chùi dầu vệ sinh rất là mới, rất là đẹp luôn nha. Đó, đây. Đó. 15 phút là đờn một lần. Máy là đóng rệt manin luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, máy là đóng rệt manin luôn. Đó. Đây. Tới số 12 rồi đó. Đó, cái này là em bao cho cô chú chị mình luôn, chạy rất là ok. Thứ nhất, thứ hai, cái nữa là em bao tuổi đời cho cô chú chị mình luôn là trên 30 năm trở lên, không dưới 30 năm. Dưới 30 năm thì cô chú chị mình trả hàng lại cho em. Đó, không mất 1.000 phí ship nha. Đó, đây em mới siêu tầm được. Tại vì á, mua về là cái ổng không có mà xài hay gì đó, còn mới chát, rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Đây là thùng cây nha. Đó, gỗ rất là tốt nha, không có bị mẻ bị bể chỗ nào hết. Đó, máy là chạy rất là ok. Đó, mã số 10K em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 9 triệu em bao ship toàn quốc luôn nha. 9 triệu em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 11K đó chính là một cái đồng hồ Pháp xưa luôn, đây là còn hiệu luôn nha, còn năm sản xuất của nó luôn nha cô chú chị mình ha. Cái này là cái năm của nó luôn nha, nó đóng dính vô luôn nha, chứ không phải là chúng em dán nha. Đó, mua sao là bán như vậy, cô chú anh chị mình cứ an tâm. Đó, chiều cao lên là 3 tấc 1, bề ngang đường kính thùng là 2 tấc 6. Đó, cũng là ba nồi luôn, 15 phút là đờn một lần. Đó, đây máy đây. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em, đây giấy bảo hành của nó vẫn còn luôn, người ta xài rất là kỹ nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em tờ giấy này đi. Mình đã biết rồi, nó cũ, nó vàng lên luôn rồi đây nè. Đó, đây cánh chuồng của nó thì để nằm bên này. Đó, đây. Cô chú anh chị mình nhìn thì đã biết rồi. Đây, để em đánh thử cho nha, nghe thử coi nha. Đó. Rất là hay luôn nha cô chú anh chị mình ha. Tiếng đờn rất là du dương. Rất là hay luôn. Đây tới số 12 đây. Đó, cô chú anh chị mình nghe giùm em. Máy là đóng dệt manin luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, thứ nhất, thứ hai cái đó là có đóng năm luôn. Đồng hồ để bàn, hàng này là em bao nha, bao cho cô chú chị mình xài thoải mái vô tư, năm sản xuất nó nằm ở dưới này. Đó, cô chú chị mình xem giùm em, hàng còn nguyên si lành tích luôn. Đó, rất là đẹp. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, đây cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 9.200.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. 9.200.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Đây mã số 12K. Chiều cao 60, đường kính miệng 2 tấc, hoành bụng 95. Mã số 12K. Hàng tàu xưa, thập niên 90. Một cái là 2 triệu, một cặp là 4 triệu bao phí ship toàn quốc. Mà em bao đồ nguyên si luôn nha. Bao đồ nguyên cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, bao đồ nguyên luôn nha. Đây tới mã số 13K, đó chính là một cặp ché nha. Đó,
chiều cao cũng là 60, đường kính miệng là 2 tấc, hoành bụng là 1 mét, đó, 100 nha. Hàng lành tích cũng 99% luôn, một cái cũng là 2 triệu luôn, một cặp là 4 triệu, em bao ship toàn quốc qua mẫu đơn rất là đẹp luôn. Đây, tới ché nắp bằng nha, đó, đây, cô chú anh chị mình về cái vẫn xài cũng vẫn được, mà để vẫn chân cũng vẫn đẹp luôn. Đây, chim chỉ phù dung, đó, dưới phú quý nha, mai đào phú quý, rất là đẹp luôn. Mã số 14K, đó, chiều cao cũng 60, đường kính miệng 2 tấc 2, hoành bụng của nó luôn là 104. Đó, một cái em cũng giao lưu là 2 triệu, một cặp cũng là 4 triệu, em bao ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Quảng, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đây tới mã số 15K, đó chính là một bàn bộ bàn ghế bằng gỗ đỏ. 6 cái ghế. Cái này là ốc lửa rất là đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Ốc này là ốc xưa nha. Đó, ta cẩn rất là chi tiết luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây tơ tóc nó rất là nhỏ, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Đó, đây. Đó, để em đo chiều cao cái ghế nha. Chiều cao cái ghế là 94. Đó, đây. Bề ngang cái lưng này của nó luôn là 48. Cái mặt dưới của nó luôn là 41. Chiều sâu vô của nó luôn là 40. Đây. Đó, cái này là 2 phân. Cái đế ghế này nè là 2 phân nha cô chú chị mình ha. Rất là dày. Đó, cô chú chị mình xem giùm em cái đế nè. 2 phân, dày 2 phân. Còn nguyên si lành tích luôn. Rất là đẹp, ốc đỏ rất là đẹp luôn nha. Đó, tại vì em quay buổi sáng nó không có gõ chi tiết thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ với em để em chụp hình cho cô chú anh chị mình biết thêm chi tiết nha. Đó, cái này mình về mình xả cái bạc ni này ra một cái thôi, tại người ta quấn bạc ni á. Xả bạc ni này ra thôi là ốc rất là đẹp luôn. 6 cái ghế này thì nó giống nhau. Đó. Chỉ lọt một cái 5 cái giống nhau, chỉ lọt một cái này là nó khác nha. Chắc ngày xưa người ta mất á. Người ta mất rồi bây giờ người ta kiếm lại được à, người ta mất rồi xong người ta mua cái ghế khác nè. Đó, bởi vì nó khác. Có 5 cái thì nó giống nhau, còn chỉ có một cái này là lẻ loi. Cái này là người ta cẩn cái tích là bát bủ của bác tiên nè. Đó, rất là đẹp, rất là tơ tóc nha. Đó, đồ này đồ xưa rất là đẹp luôn cho cô chú chị mình ha. Đó, cái đế ghế này cũng dày khoảng cỡ 2 phân luôn. Cái đế này là dày 2 phân nha, miếng này là dày 2 phân nha cô chú chị mình ha. Đó, rất là đẹp. Đó, miếng nó dày 2 phân. Rồi dẹp mấy ghế bên kia. Đó, đây. Tới cái bàn nha. Để em đo thử cái bàn thử coi. Đó, kéo cái bàn thử coi. Đó. Cái bàn là bề ngang của nó luôn là 1m28. 1m29 á. 1m29. Đó, gần 1m3. Thiếu 1 phân. Đó, 1m29. Đó. Bàn này thì em bao xưa cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, cái miếng dán cái mặt của nó không á là dày khoảng cỡ 3 phân rưỡi. Gần 4 phân đó cô chú anh chị mình ha. Cái tấm mặt bàn này không là 4 phân đó, cái tấm dày này nè, 4 phân. Đó, cái này vẫn xây được nha. Cái tấm này đặc biệt đó một cái là nó liền nguyên một miếng luôn nha. Nguyên một miếng từ đây qua đây luôn là liền luôn. Đây, để em đo cái miếng liền nó thử coi nha. Cái miếng liền chính xác của nó luôn là 1m1 đó cô chú. Tại bên đây nó có cái dìm nhẹ đó nè. Cái này là người thường ta nhìn người ta không bao giờ người ta biết, nhưng mà em bán em phải nói. Cái đường này nè, cái đường này là cái nó nói nè, nó nói cái đường này từ đây qua đây là 9 phân. Đó. Từ đây bên miếng bên đây nó cũng nói luôn là 9 phân luôn, chiều dài cái đường nói của nó luôn là để em đo chính xác cho cô chú chị mình luôn nha. Là 55. Đó, còn cái tấm liền của nó luôn đó nha, để em đo tấm liền một miếng một nha. Nếu mà ta đo tấm liền một miếng một của nó luôn là 1m1 đúng luôn nè. Đó, bên đây trừ 9 phân, bên đây trừ 9 phân là 1m1 đúng luôn. Còn đo chính xác của nó luôn nè, cô chú anh chị mình xem giùm em nè, đó thấy không? 1m29 luôn, 1m28. Đó, là liền nguyên một tấm dày 4 phân nha. Rất là dày. Cái này là em chưa chùi chưa đánh mặt ni luôn. Ba cái chân của nó, đây ba chân. Đó, ba chân này á là chân thỏ rất là đẹp luôn nha. Chân liền nha. Đó, để em đo cái chân thỏ này thử coi, đo cái bụng nè. Để đo bụng chân nai coi. Cái bụng chân nai này không á là 44 nè. Đó.
Cái này là chưa chùi, chưa đánh bóng luôn. Đây mình dở lên luôn thử cho cô chú anh chị mình xem. Xung quanh là nó dì móc hết luôn nha. Đó, cái này vẫn xây được nha. Cái này là một cốt của nó luôn nè. Cốt lớn của nó nè, để em đo thử cái cục tạ này ở dưới của nó luôn á là 1m02. Đó, đây. Cháy bí này cũng là 1m02 luôn nè. Cái này rất là nặng nha. Đó, nếu mà cái bàn này không với cái chân này không là em bao cho quý vị một khoản từ giá là 200 kg. Đó, đây, tay thỏ đã ba con nai ba góc rất là đẹp. Đó, tuổi đời em bao cho quý vị chị mình luôn. Tuổi đời em bao cho cái bàn này cho của chú anh chị mình là nó từ giá là 40-50 năm trở lên chứ không có dưới nha. 40-50 năm trở lên. Xung quanh là cẩn ốc hết trơn nè, của chú anh chị mình xem giùm em nè, cẩn mai lan cúc trúc. Nó sen nè, mai lan cúc trúc xây được nha, rất là nặng. Đó, đây đó, 6 cái ghế một cái bàn, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 96 triệu, em bao phí ship 500 cây số. 96 triệu em bao phí ship 500 cây số bằng gõ đỏ. Đây tới mã số 16K, đó chính là một cái giường đồng Pháp xưa. Đó, đồ này là em bao giường đồng Pháp xưa nha. Chiều cao cái giường á là nó đây, chiều cao cái giường của nó lên luôn là 2m mấy đó, 2m2. Từ cái thanh trên xuống là 2m2. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Hai thanh bên đây là đều bằng đồng. Liền lạc luôn, ốc còn vẫn zin luôn nha. Đó, cái bộ vạc này là vạc mới nha. Đó, vạc này thì vạc mới nhưng mà nó cũng rất là dày. Đó, còn cái những cái thanh ở dưới đây á, cái thanh màu vàng này là bằng sắt V nha, nhưng mà cái đồ hồi xưa nha, đồ của Pháp luôn nha. Nó đóng những cái lê V này nè, cô chú chị mình xem những cái ngàm này rất là hay. Đó, ở trên đây có cái ngàm, dưới đây có cái ngàm. Đó, đây. Giường này thì rất là chắc chắn nha, rất là dày. Đó, rất là nặng luôn. Đó, bề ngang là 1m6, chiều dài là 2m. Đó, giường đồng này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 17 triệu, em bao phí ship 300 cây số. 17 triệu bao phí ship 300 cây số nha cô chú anh chị mình ha. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ clip LTK Bonsai. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.